Rồi tiếp tục chương trình, xin mời Đặng Ngọc Văn đi. Tuổi chia tay với em đã hơn 10 năm lẻ, một cuộc tình sâu hai lối rẻ chia phôi. Em về cao nguyên, tôi ở lại đồng bằng, nghe từng lượng sóng chạy ngầm trong khi đường phố Đà Lạt đêm nay không qua mi màu xa, đứng im lìm bên hè phố vắng, để nốt từng hạt sương đêm long lanh rồi qua thêm. Tôi đi tìm em nhưng em mất đâu rồi, gặp lại người quen nói rằng em đã chết vào đêm buồn dưới mỏ đồi thông. Mộ của nàng nằm bên dốc núi không tên, tôi tìm đến đây với lời cầu nguyện. Tôi ngậm ngừng quỳ dưới mộ em để nhớ cuộc tình sầu, khi bóng chiều rơi đời. Bây giờ là em nghệ sĩ Đặng Ngọc Vân, em này là sẽ hát tặng quý vị bài ca nói về đời. Dạ chết lâu rồi, trời ổng chết hôm nay là gần 20 năm rồi. Dạ đây Đặng Ngọc Vân hát bài đời.
Và tiếp chương trình văn nghệ, Đặng Ngọc Văn gửi đến cô chú anh chị bài Tân Cổ Đời của soạn giả Linh Dương. Và đời là giấc mơ hay ác mộng, đời là cuồng vọng hay cấm quan, đời là tiếng cằn hay tha mang, đời là cung đàn hay địa ngục. Chỉ một tiếng thôi nhưng nghĩa dài bất tận, khi ai buồn đau tuổi hận trong hai tiếng ngôi đời. Đời có hai mặt trắng đen nhưng muôn vàng chuỗi đời, mỗi một nụ cười hay một tiếng khóc đều hàm chứa một mối tình sâu đậm thủy chung. Cay đắng ngọt ngào hay chua chát mặn nồng, hai chữ sáng hẹn và đạp lưng tân, thì có mấy ai hiểu được lòng già con người. Nghĩ lại cuộc đời sao nhiều